Tháng 11, trời Huế mưa. Chúng tôi về làng Vân Trình, xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Nước lũ ở sông Ô Lâu vẫn dâng đầy. Mùa đông năm nay, Huế mưa bão rồi lụt liên miên. Ngôi nhà thờ cụ Lê Nhữ Lâm nằm trong một xóm nhỏ, bình dị, đơn sơ như kiểu nhà thờ gia đình truyền thống ở các làng quê Thừa Thiên Huế. Nhưng đặc biệt ở chỗ, đó là nhà của một người đã từng là thầy giáo của vị vua cuối cùng triều Nguyễn. Cụ Lê Nhữ Lâm sinh năm 1881, mất năm 1963. Thi đỗ cử nhân khoa Bình Ngọ năm 1906, được bổ Hàn Lâm Viện thị giảng, sung chức giảng tập. Là thầy dạy học Hoàng tử Vĩnh Thụy từ lúc còn nhỏ, tức vua Bảo Đại sau này. Và cũng là người thầy đã sang Pháp cùng với Đông Cung Thái tử Vĩnh Thụy trong 10 năm, từ năm 1922 đến năm 1932. Câu chuyện chọn thầy cho con của vua Khải Định cũng có điểm đặc biệt. Ông Khải Định là ông cha Bảo Đại. Dạ. Dắt ông Bảo Đại đi ngang đây đó, đứng hai bên tiêu đình đó. Thì đi ngang đây ông Lê Nhữ Lâm nữa. Thì ông thấy cái miệng mù mèo ông sợ. Mà ông chỉ là ông già là chỉ là chứ có sợ ai. Mà chỉ ông đi. Thì mấy vị vua đó là quyết định là ông đi là đi theo về ông Bảo Đại để đi qua Pháp. Tôi nghe là ông Bảo Đại là mới 10 tuổi thôi, mười tuổi mà đi về ông Lê Nhữ Lâm là qua học với Pháp về để làm vua ở Việt Nam. Một người được chọn làm thầy dạy vua ngoài tiêu chuẩn là người tài giỏi, có học vấn uyên thâm và đạo đức nhân cách tốt, còn phải đáp ứng được nhiều yêu cầu từ phía triều đình, đặc biệt là phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. Bảo Đại là ông vua Tây học và triều đình đã cử thêm một thầy giáo dạy chữ Hán đi theo để dạy nhà vua những điều về nghi lễ cung đình phương Đông. Thoái vọng của triều đình trong giai đoạn ấy là bên cạnh cái sự hấp thu cái nền văn minh kỹ thuật của phương Tây thì cùng đến phải có sẵn một cái nền tảng đạo đức của truyền thống thì mới có thể thành một cái vị vua tốt cho đất nước. Cụ Lê Nhữ Lâm được chọn làm thầy của vua Bảo Đại. Tất nhiên, cụ phải đảm bảo tốt nhất tất cả các yêu cầu của triều đình và hoàng tộc. Sở học của cụ, sử sách đã ghi chép. Thực tế, nhìn ngôi nhà thờ cụ hiện nay, chúng ta cũng hiểu được cuộc sống thanh liêm của cụ. Đó là một giá trị đạo đức của người làm thầy giáo mà cụ Lê Nhữ Lâm cũng như những vị từng làm thầy dạy học đã để lại tấm gương cho hậu thế. Năm 1945, vua Bảo Đại thoái vị, trở thành công dân Vĩnh Thụy. Nhắc về vua Bảo Đại, có ít nhất hai điều người đời sau nhớ về ông. Đó là câu nói khi vua thoái vị và hình ảnh vua trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Vua Bảo Đại đi sâu vào trong cái tâm tư tình cảm của dân tộc Việt, có lẽ là cái câu nói thà làm dân của một nước tự do còn hơn làm vua của một nước nô lệ. Thì ta thấy rằng đó là một cái câu nói rất là khí phách, nó đầy cả một cái tâm tư, cả một cái tình cảm đối với dân tộc, và có vẻ nó mang ấm hưởng của những cái câu nói của các anh hùng nghĩa sĩ trong lịch sử của Việt Nam, ví dụ như Trần Bình Trọng chẳng hạn. Ta thà làm quỷ của nước Nam còn hơn làm vương của đất Bắc. Tôi nghĩ rằng những cái người thầy như cụ Lê Nhữ Lâm đã rất thành công trong việc bồi dưỡng, giáo dục cho một đức vua cái tinh thần dân tộc, cái câu nói của vua Bảo Đại. Thì tôi nghĩ rằng bản thân nhà vua cũng đã hấp thụ rất tốt cái nền giáo dục của truyền thống dân tộc Việt.
làm thầy của vua. Trong quan chế triều Nguyễn có chức kinh viên giảng quan và cung hàm thái tử Thiệu Bảo. Trong ý nghĩa của chữ kinh viên giảng quan có nghĩa là một vị quan giảng về kinh sách cho vua. Thì trong nội hàm của cái chữ kinh viên giảng quan có nghĩa là như vậy. Thì thường trong kinh viên giảng quan thì có kinh viên nhật giảng quan và kinh viên giảng quan. Thì kinh viên nhật giảng quan tức là cả cái vị quan giảng định kỳ hàng ngày ở trong cung vua cho các vị là hoàng thân, là hoàng đế, là công tử, hoàng tử đến đó để mà học tập. Và bản thân nhà vua cũng vậy, lúc nào thu xếp được những cái công việc của một vị hoàng đế mà có thời gian rảnh thì đến tham dự cùng với những vị kinh viên giảng quan. Bên cạnh đó có những vị là kinh viên giảng quan thì mang ý nghĩa thời vụ, tức là nhà vua có thể đặt bài về một cái vấn đề nào đó thuộc về thời sự cũng được, thuộc về những cái để có thể tổng hợp tất cả những ý nghĩa của sách vở thành hiền thành một chuyên đề để dạy cho vua. Nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng đang đứng bên tấm bia chế khoa thi Tân Hợi năm 1851. Tấm bia này chữ đã mòn, nhưng may mắn ông và các đồng nghiệp đã nghiên cứu từ trước nên còn lưu lại tư liệu. Trong kỳ thi này có 7 người đổ thì 5 người trong đó là kinh viên giảng quan. Có một cái hình thức khác cũng là giảng dạy cho hoàng đế, đó là những cái vị mà mang cái cung hàm thái tử Thái Bảo, thái tử Thiệu Bảo. Về những cái cung hàm thì nó mang ý nghĩa rằng đấy là những người, những trọng thần mà hoàng đế xem như thầy của mình. Và những người có cung hàm cũng có nghĩa là hoàng đế có thể triều kiến bất cứ khi nào và vào tầng cung để cho dạy dỗ cho nhà vua, và thậm hoặc là để cho nhà vua hỏi han những cái điều về chính trị, về quân sự, về ngoại giao, về tài chính thuế khóa hay là nông nghiệp đế điều vân vân. Tất cả những cái lĩnh vực nào mà hoàng đế cần đào sâu vào để tìm hiểu thì thường mời những vị có cung hàm là thái tử Thái Bảo, thái tử Thiệu Bảo. Người làm vua tốt là người phải yêu đất nước mình, thần dân của mình đầu tiên. Những người thầy dạy vua có ảnh hưởng như thế nào đến việc bồi dưỡng và giúp nhà vua nhận rõ trách nhiệm của mình trước vận mệnh đất nước? Lấy điển hình nhà vua yêu nước Duy Tân, có hai người thầy ảnh hưởng rất lớn đến lòng yêu nước của nhà vua, đó là cụ Mai Khắc Đôn và cụ Hồ Đắc Trung. Người thầy thứ nhất là quan tuần vũ Quảng Trị Mai Khắc Đôn, người làng Kim Long, là thầy dạy chữ Hán cho vua Duy Tân. Vai trò của người thầy của vua Duy Tân lúc đó là có một cái trọng trách quá lớn, bởi vì phải dạy cho vua Duy Tân về truyền thống văn hóa của dân tộc, về lòng yêu nước thương nòi, và quan trọng nữa đó là phải khơi dậy, phải nung nấu cho được cái dòng máu kiên cường, dòng máu cuột cường đang chảy trong vua Duy Tân. Cái việc chọn lựa một người thầy như vậy coi như là một cái đại sự của cả triều đình, và lịch sử đã chứng minh rằng cái ủy thác ấy, cái hoài vọng ấy của cả triều đình trong lúc đó là đúng, đã chọn được đúng người. Vì 6-8 năm thôi thì vua Duy Tân đã trưởng thành và đã thành một chỉ sĩ yêu nước, đã nung nấu cả một cái lòng khát khao về sự độc lập. Đó là một cái thành công rất là lớn của cụ Mai Khắc Đôn. Người thầy thứ hai có ảnh hưởng đến việc khơi dậy lòng yêu nước trong vua Duy Tân, đó là quan thượng thư của Bổn Bộ và mang cung hàm thái tử Thiệu Bảo, thầy dạy của vua, đó là cụ Hồ Đắc Trung. Cung hàm thái tử Thiệu Bảo là niềm vinh dự của những người làm quan có gắn thêm trọng trách là thầy của vua. Đây là chế phong năm Bảo Đại thứ 9
ngày 8 tháng Giêng phong cho ngài thượng thư bộ học là ngài Hồ Đắc Trung đang ở cái chức hàm là Thái tử Thiếu Bảo hiệp tá đại học sĩ, quảng lãnh lễ bộ thượng thư kiêm trưởng học bộ sự vụ sung cơ mật viện đại thần quốc sự quán tổng tài kiêm là quảng khâm thiên giám sự vụ kiêm quảng quốc tự giám khánh mỹ tự Hồ Đắc Trung. Đấy là một cái bảng sắc phong lên cái điện hàm đấm cắt điện đại học sĩ. Đấy là một cái vinh dự lớn nhất và nó có tính nhân văn trong cái đời làm quan của ngài Hồ Đắc Trung. Theo chúng tôi thì đại thần Hồ Đắc Trung có một cái ảnh hưởng rất lớn đối với vua Duy Tân trong cái việc hình thành nên lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý chí quật cường của nhà vua. Đặc biệt là vua Duy Tân lại luôn luôn coi cụ như một người thầy của mình. Làm vua nhưng vẫn là học trò, vẫn xưng thầy với người dạy mình. Và câu chuyện của vua Hàm Nghi là một minh chứng cho tinh thần tôn sư trọng đạo của người Việt Nam, dù học trò là một ông vua. Năm 1888, khi vua Hàm Nghi bị bắt ở Tuyên Hóa, nhà vua lạnh lùng không thừa nhận mình. Người Pháp hoang mang vì không ai biết mặt vua Hàm Nghi. Người Pháp đã nghĩ ra cách mời cụ Nguyễn Nhuận là thầy dạy học của vua Hàm Nghi. Khi cụ Nguyễn Nhuận đi vào yết kiến vua Hàm Nghi thì nhà vua đứng dậy hành lễ thầy giáo cụ. Điều đó làm bại lộ thân phận của nhà vua. Những người làm thầy dạy học cho vua, cuộc sống của họ thế nào? Chúng ta hãy nhìn vào lăng mộ của cụ Hồ Đắc Trung, người làm quan thượng thư của bổn bộ. Có con gái là đệ nhất ân phi của vua Khải Định, con trai là quan thượng thư bổ hộ. Nhưng lăng mộ của cụ và vợ cùng cả con rất giản dị, khiêm tốn. Hay như ngôi nhà thờ của cụ Lê Nhữ Lâm ở làng quê Vân Trình, nguyên là nhà ở của cụ, sau khi cụ mất thành nhà thờ, bây giờ cũng đang xuống cấp. Hay như ngôi nhà của cụ Mai Khắc Đôn ở Hầu thôn Kim Long, là một nếp nhà rường giản dị giữa vườn cây. Năm 1930, cụ Mai Khắc Đôn qua đời. Mộ cụ được xây giữa cánh đồng rộng lớn ở làng Trúc Lâm trên mảnh đất do dân làng trao tặng. Ngày xưa ông nội tôi là có ngoài Lâm Quán là có dạy học nữa, dạy học cho học trò trong làng, trong địa phương. Thì đây là cái làng Trúc Lâm. Chứ làng Trúc Lâm thì ông nội mất á, là làng không biết trả ơn một cách gì, cho nên chứ là làng hiến cho ông một sào ruộng để làm nơi an táng cho ông. Trong quan chế của triều Nguyễn có một cái chức quan mà nó không thể hiện quyền lực, cũng không thể hiện cái bổng lộc hay là lợi nhuận gì cả, nhưng mà được người ta rất tôn trọng và kính ngưỡng, thậm chí rất ngưỡng mộ, thì đó là kính viên giảng quan. Sau khi mà triều Nguyễn cạo chúng, người ta lại về với một cái cuộc sống của một người dân hết sức bình thường và cũng không bao giờ bị những cái hào quang của quá khứ mà ảnh hưởng đến trong cuộc đời của mình, cho nên họ vẫn bình dị như chúng ta thấy. Những người thầy dạy vua sau khi vua lên ngôi, có người làm quan ở một huyện miền núi xa xôi, nghèo khó để giúp đỡ dân. Có người lui về làm thầy giáo dạy học ở nhà, có người viết sách chọn cuộc sống thanh bạch, không ai cậy quyền cậy thế. Cho hay muôn đời nay, những người làm thầy đã luôn sống đúng với đạo của người thầy, dù là thầy dạy học cho vua, thì vẫn giữ đạo đức truyền thống
của người đã chọn nghề dạy học.